Xin chào anh em, hôm nay vừa đi xúc vào con MacBook M2 16GB 256 SSD. Cái máy này là lấy cho bạn tester ở trong team. Quên mất Apple làm đỉnh cao thật. Mình đang định dùng cái chìa khóa này để mình unbox nó thì Apple quá đỉnh. Không phải là fan Apple đâu, không phải iFan đâu, nhưng tuy nhiên thì mình có phát hiện ra rằng nó làm sản phẩm quá đỉnh luôn. Nó tính đến bức bóc biết này. Nếu mà các bạn xài những cái sản phẩm như kiểu là mua của Dell hay của Asus về thì nhiều khi các bạn bóc khá là khó. Đó. Ok. Cái điểm mình thích ở Apple ấy thì đó là cái sự đơn giản. Các bạn nhìn cái hộp của nó xem. Rất đơn giản, các chi tiết rất là ít này. Đấy. Nhưng các bạn thử nhìn một cái hộp sản phẩm đây, nó đều kiểu hơi phức tạp nhiều chi tiết ấy. Mặc dù bên này là nó làm về gaming thì đúng là nó sẽ phải phức tạp hơn, bởi vì những anh em chơi game thì sẽ thích nhìn nó hơi hầm hố một chút. Những người mà thích sự đơn giản ấy. Apple. Kiểu Apple ấy là unbox cho dù là iPhone hay là iPad hay là Mac thì nó sẽ đều là kiểu cầm cái hộp này buông ra là nó sẽ tự tụt xuống. Nó sẽ tụt từ từ xuống. Đấy, người nào mà lần đầu unbox ấy là sẽ kiểu thế này, thế này, thế này. Đấy, nó sẽ không ra kiểu như vậy. Đó, nó sẽ tự tụt xuống. Ta-da. Đây, chúng ta tiến bàn tới cái con Mac này sau nhá. Nhưng các bạn xem này, rất là basic luôn. Đây là phần dây sạc. Sạc Type-C nhá. Đây là gì đây? Đây chắc là cái sách hướng dẫn các bạn ạ. Tiếp theo là phần củ sạc. Đó. Và không còn một cái gì nữa. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Đây là cái phần quan trọng nhất. Đấy, món ăn ngon thì chúng ta sẽ ăn sau cùng. Đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ bóc nó ra. Rồi, ok. Đây chính là iMac M2 mới nhất của Apple. Nhìn về cái style của nó thì không khác gì cái đời trước. Đời M1 và đời M2 này nó chung một cái thiết kế. Đấy, mặt trước, mặt sau, mở lên ấy, là nó sẽ tự bật nguồn này. Đó. Cái này bóc như nào đây? Rồi. Nói chung là nó giữ nguyên thiết kế từ đời trước các bạn, nó không khác gì cả. Con này là có cái Touchbar này này. Gọi là ngày xưa bị mê mẩn bởi cái Touchbar khi mà xem những cái video ở trên mạng ấy, nhìn nó hay hay, để nó chọn những cái icon khi mà chat ấy. Cầm lướt lên một cái là thấy những mặt cười mặt khóc các thứ nhìn rất là hay. Tuy nhiên thì khi thực tế thì dùng nó hơi bị khó. Nhiều khi cái thói quen của mình nhá, mình nhấn cái phím F như kiểu là phím F5 trong khi mình muốn refresh lại cái trang web ấy. Thì nếu mà nó là cái phím F5 bình thường ấy thì mình có thể dí nó vào. Dưới đạo phím cứng thì mình sẽ xác định được cái vị trí nó dễ hơn ấy. Còn khi nó là cái Touchbar như này thì nhiều khi mình sẽ phải nhìn luôn luôn nhìn chằm chằm vào nó thì mình mới xác định được đúng cái vị trí kiểu như vậy. Ngày xưa hình như Apple có một đời là nó thay cả cái nút Escape này này thành cái phím cảm ứng thì phải. Nhưng Apple nó đã bỏ cái đó đi rồi, nó thay bằng phím cứng rồi. Bởi vì thực ra cái thói quen của người dùng là cái cứ với tay lên để ra nhấn ý. Thế nên là nó đã thay bằng cái phím cứng như thế này. Con này nó chỉ có cái chip M2 mới hơn. Thiết kế về màn hình thì hình như là cũng không có thay đổi gì. Mình cũng không tìm hiểu trên mạng, nhưng mình ra mình nhờ tư vấn thì người ta bảo là cái chip M2 này trải nghiệm thực tế của họ thì họ thấy là nó nhanh hơn khoảng 20-30% so với cái đời M1. Thì khi mình ra mình định mua con M1 16GB, nhưng nói thật với các bạn là sản phẩm mới ra nhưng tuy nhiên thì nó cũng không bị cao giá hơn ý. Con này là mua 30 mấy triệu ấy nhỉ, 37 triệu, khoảng 37 triệu. M1 mà cùng cấu hình như này thì nó cũng sẽ phải là 3 mấy rồi, 34, 35 rồi. Thành ra là thêm có mấy triệu là có con đời mới nhất. À, mà mày nói mình cứ tưởng nó đang khởi động, hóa ra là nó đã khởi động rồi các bạn ạ. Đây, chọn ngôn ngữ này. À, bàn phím này. À, cái này trước là thôi, cứ với accessibility thì bỏ qua. Tiếp tục này. Đây là những cái setup bình thường thôi đúng không? Nhưng mình muốn vượt qua cái bước setup này để cho các bạn nhìn được những cái thứ ở bên trong ấy. Setup vân tay này. Đó, thì sau những bước setup đầu tiên thì đây là cái màn hình mà các bạn sẽ bắt gặp này. Đó. Apple M2 16GB, kích thước màn hình 13 inch. Đời mới nhất 2022. Cái display đây. Tuy màn hình nó nhỏ này thôi nhưng độ phân giải của nó vẫn là cao hơn 2K đấy. 2560 x 1660, 256GB nhá. Đó. Mục đích mình dùng cái con máy này ý, là để mình dành cho bạn tester. Thì mình quên lại set thông tin cá nhân của mình vào mất rồi. Mình sẽ quan tâm về RAM thôi. RAM 16GB là đủ để cho mọi người làm việc. Đấy. Còn lý do lấy M2 bởi vì đơn giản là nó chênh giá không nhiều. Đấy. Thì bây giờ ấy, mình thử cho các bạn một cái mình rất thích ở dòng Mac nhé. Đó chính là cái âm thanh của nó. I'm not afraid to die.
Thì thực ra là cái con này mình chỉ show lên cho các bạn gọi là khoe máy mới thôi, chứ còn ngoài ra thì mình cũng không biết chắc chắc nó cái gì nữa. Đấy, bây giờ chỉ cầm dùng luôn thôi. Ok, lúc nào có con máy nào mới hay hay thì mình lại quay video để khoe cho các bạn.